Xin lỗi chị ạ, em không cố ý. Con đứng đấy mà lại nhại à? Ra lau guốc cho tôi. Dương mắt ếch lên mà nhìn à? Ra lau guốc cho tôi. Cho chị một bông lan phô mai, một grapes cake, một cacao và một nâu đá nhiều sữa ít cà phê em nhé. Hai chị check đồ lại giúp em ạ. Của mình gồm có một bông lan phô mai, một bánh nho, một cacao, một nâu đá nhiều sữa ít cà phê ạ. Không, phải là grapes cake chứ. Dạ vâng ạ. Hai chị đợi em một chút, em mang đồ ra luôn ạ. Ok, em ơi. Dạ. Em gọi quản lý ra đây giúp chị. Dạ. Em gọi quản lý ra đây giúp chị. Dạ. Hai chị ạ, có chuyện gì đấy ạ? Hiện tại quản lý của em đang đi vắng, có gì cần chị góp ý trực tiếp với bọn em ạ. Bánh của các em như thế này mà cũng đòi lấy tiền của khách à? Vị thì ngọt ơi là ngọt, mà toàn mùi phẩm màu thôi. Chưa kể cái công thức này nó quá nhiều bơ, bánh chảy nhão nhét ra, ăn chả ra làm sao cả. Đúng rồi đấy, em uống thử cái cốc cà phê này xem có uống được không. Loãng tèn tuẹt, chả có tí mùi vị gì cà phê ở trong này cả. Chị ơi, nhưng mà lúc đầu chị gọi nâu đá nhiều sữa ít cà phê mà. Đúng, nhưng mà ít thôi, đừng ít quá. Đây là sữa pha nước lã, chứ phê pháo cái nỗi gì. À chị ơi, thế bây giờ bọn em tặng chị một cái bánh rồi đổi lại cà phê được không ạ? Tùy em. Em nghĩ như thế nào hợp lý thì em làm. Dạ vâng ạ, thế bây giờ bọn em đổi luôn ạ. Vâng. Em xin phép ạ. Hi, Diệp xin chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay có khỏe không ạ? Thời tiết hôm nay thì rất là đẹp, mà ở trong nhà thì thật có lỗi với thời tiết quá, cho nên là Diệp và Oanh sẽ đi xuống phố để cà phê. À, nhắc nhở mọi người là tối hôm nay nhớ xem ở trên fanpage Góc Bếp Li Ti buổi livestream nha. Em xin lỗi chị ạ, xin lỗi chị. Chị có sao không ạ? Em không cố ý ạ. Không cố ý á? Mắt cô để sau đầu à? Tôi có biết tôi đang làm gì không? Tôi đang livestream đấy. Mà bây giờ cô làm bẩn hết người tôi như thế này rồi thì cô làm ăn được gì nữa? Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị ạ. Em không cố ý. Con đứng đấy mà lại nhại à? Ra lau guốc cho tôi. Dương mắt ếch lên mà nhìn à? Ra lau guốc cho tôi. Vân, để tớ. Để điếc cái gì? Người nào làm thì người ấy phải chịu. Cô ta là bẩn guốc của tôi thì cô ta phải lau. Nếu như ngày hôm nay cô mà không lau guốc cho tôi ấy thì tôi sẽ không để cho cô vào cái quán này yên ổn đâu. Ra lau đi nhanh lên. Vân, cậu làm gì thế? Sao? Vân. Vân. Đứng ngay lên. Mẹ. Cô kia, cô là ai mà cô làm nhục người khác thế hả? Người ta sai thì cô nói người ta xin lỗi một câu là được chứ gì. Cháu là... Cháu sao cái gì? Thế cô tưởng cô là vàng là bạc, thế còn người khác là dâm là dáng là kẻ hầu người hạ nhà cô chắc? Nhưng cái gì? Thế sao không cao giọng như lúc nãy nữa đi? Nào có thích không? Thích thì để bà già này lau giày lau dép cho. Nào đưa đây. Cháu tự lau cũng được ạ. Mẹ cái gì? Đi ra đây. Mẹ. Mày bảo mày đi học, hóa ra mày trốn lên đây để bưng bê à? Để thiên hạ người ta chửi vào mặt như thế à? Lòng tự trọng để đâu? Tao nuôi mày, không phải để người ngoài người ta bảo mày quỳ nhá.